Ở đâu đây cũng được. Nhiều không có ba đừng nhiêu ký. Này có của người khác không? Không. Cũng hết luôn hả? Trời ơi. Quá trời luôn à. Dạ nhìn xuống. Quên lấy khô rồi. Để đại qua em chút là mình chia ra. Đây là cái số gà mà cậu ba mình tài trợ ở cái hẻm mình đang ở. Hẻm bữa giờ không có được cứu trợ gì hết. Giờ được số gạo này chúc phát cho bà con ở đây. Củ cải, mướp, củ trắng nè. Nhiều lắm. Có ai nữa không? Không, của mình hết luôn á. Giờ mình xuống mình phân ra rồi mình chia cho vòng vòng ở đây. Cho hết khu này luôn. Hết này luôn hả? Ừ. Như tiền mà giữ hả? Đó, coi đó. Để xuống này luôn đi. Cái này cải chua hả? Ừ, cái này đến nhà. Yeah. Số này, số gạo này mình cũng phân chia cho hết cái xóm này nè. Xóm này bữa giờ không có ai cứu trợ hết. Từ ngoài vô đây đâu có chốt nào hả cô ba? Ủa, có chốt đầu đường. Cái này là gừng nè. Giờ gừng xả là hiếm lắm. Dưới 5.000 ký. À, dưới 5.000 ký hả? Để coi liên hệ coi có ai mua không. Ở dưới là lên đây là bán xả bao nhiêu ký cậu ba? Bà kia trong tỉnh Long Mỹ có nói cả 100 ngàn, nó bán cả 100 ngàn ký. Vậy bà ở dưới 2 công mà 5 ngàn ký hả? Cái gì? Trời ơi, tính ra chỗ mà không có chỗ thì xả kìa. Ở dưới là có 5 ngàn ký à. Còn trên đây ta bán 100 ngàn ký. Chỗ này bán nãy trong ngàn ký là 40 ngàn, mua bất một ký luôn 40 ngàn. Tại sao ở đây điện chạy nghe mà tại vì mình thấy may mắn còn hàng sách mạch quá để mà chút xíu để phân phát cho bà con ở đây còn nữa chưa hết mọi người. Này là đậu que nè, gót nè, gót của nào cũng nói bự chà bá trắng phiếu luôn, đỏ tươi luôn. Hơi bệnh không bơ giờ ship, giờ nó bán đang ship không đủ chưa? Không, không được. Ở đây là hết đường rồi. Quay đây nè. Quay đây đứt vô đó rồi, quay được rồi. Được rồi. Xe này là xe của ông cậu mình bán nông sản. Ông có một cái chành ở trên Sài Gòn nè. Hàng quá dưới quê, quẻ quá trời, lên đây mắc mắc quá trời. Giờ số hàng này là do ông cậu mình tài trợ để mà phát cho bà con ở đây. Nhiều lắm.
Chụp vô để cho quay xe, quay xe. Tới sẽ tới đây rồi. Con hẻm này cũng có F0. Cô chết đây chút nào con. Bên kế bên sát bên nhà cũng có F0. Chưa lấy đó. Tất cả số hàng này mình sẽ phân ra từng bọc, từng bọc, từng phần nhỏ để chia cho tất cả các bà con ở đây. Ở đây một con hẻm này có rất là nhiều người. Có gừng nữa nè. Đủ thứ hết. Đậu bắp nè, bây giờ cái số rau này rất quý với bà con ở đây. Gót. Dưa leo nè. Dưa leo bây giờ ở ngoài thị trường bán rất là mắc luôn. Vô siêu thị rất là khó mua. Một số người dân không có phiếu đi chợ nè. Không, thời buổi này cũng không có tiền để mua nữa. Những cái này được trao tới tận tay của bà con ở đây rất là quý luôn. Ở sao mấy trái cà tím này nó trắng gì? Cà trắng hả? À, cà trắng không phải cà tím. Cà chứ quên, cà trắng. Cà tây nó cà trắng. Lên TV vậy đó nha. Lên truyền hình luôn. Lên đẹp đẹp nha bạn. Đúng dạ. Thì anh cho mẹ lụm leo. Ở đây bỏ cũng cần đi. Bỏ leo đi. Đâu có không? Dưa leo đâu? Có kìa cái đó, dưa leo đó. Chưa kiếm dưa leo. Đẹp hay. Đẹp hay xấu gì cũng được, chỉ mong bà con biết để tiếp sức để mau chóng qua cái đại dịch này được rồi. Quá khổ ơi. Không muốn về mà đi về không được. Về nó không cho về nữa nè. Có gì? Về đâu có cho về đâu. Phải về được, về mẹ nó luôn. Ở trên này hả? Không làm được. Không làm được, có tiền. Rồi, 15 tháng 9 này coi mình nó tay cái cho mặt vậy. Mới leo vô, nó nói được một chút là về liền. Đủ quả vô đi, vô đây. Để đây. Nóng quá. Nè cái này là nóng lắm chứ ở đây không hết qua bên bệnh kia. Nhớ gì. Này thì cái phần đã phân phát xong rồi nè. 2 4 6 8 được mười mấy phần rồi. Lớp này nhiều lắm còn ngay còn. Tại đi nếu mà không đủ thì mình khúc này thôi. Ai có gì mà ai được rồi nó chịu bỏ. Không đủ nữa sao còn gì ăn đấy. Có điều món gì ăn rồi còn nhiều món. Nhiều món gì? Thì vừa thôi nào hết cho hết cái đó. Cốt vô nhiều đi. Bóc cốt này. Nhiều quá hơi quán luôn rồi. Cứ bỏ.
Đây là một cái bịch rau củ mà Đăng sẽ phát cho mọi người. Trên đây nó gồm tới 7-8 loại rau củ rồi. Mỗi người một ít chia cho tất cả bà con ở đây. Mình có bắp, bắp cải nè, rồi đậu bắp, rồi cà gót, rồi rau má. Một túi này cũng khá là nhiều. Giờ mình đang phân ra ở trước rồi. Đang phân ra từ ngoài đường mà phân dài vô tới trong đây để mà chia cho bà con. Đây bà. Thật sự là trong lúc này đây là những tấm lòng của Đăng cũng như cậu của Đăng và tất cả mọi người gửi đến cho bà con gặp khó khăn. Cầu mong bà con cố gắng tinh thần, giữ vững tinh thần để vượt qua đại dịch này. Cái này nó đầy quá, bọc này nó hơi nhỏ rồi. Mấy cái đó để lại coi. Kệ bỏ chung hết đi, rau má bỏ vô luôn cũng được. Đầy bọc luôn. Nè, thì bây giờ cải rau má đi. Cải không đi thì hết cải thì tới rau má đi. Mịt nó không bỏ vô cái này nó còn leo. Đây con hẻm này nè mọi người. Đây dài ra ngoài là ngoài tỉnh lộ 10. Con hẻm này là hẻm 567. Như cái tô cái bọc nãy cho củ cải kia, thiếu củ cải à. Gừng hả? Củ gừng nữa. Đây. Gừng qua đây con giật gừng vô cho. Cái bịch hai cây củ qua đó thôi, chứ ba củ không đủ hay là còn bọc ở chổng thì không đủ. Thì mình bớt lại để mình chia đều cho những bọc khác. Thì đó, hai củ rồi được. Còn mấy cái bọc vỏ trắng và cái đỏ này. Rồi đó bỏ gừng vô nè. Gừng vô. Hồi nãy giờ được bao nhiêu phần rồi ta? Mới ra chưa mấy giờ có mấy phần rồi. Để coi cũng còn có chục bịch à. Cái này bỏ vô bọc hả? Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh phụ, cảm ơn luôn. Mọi người chung tay làm cho nó nhanh để phát cho bà con. Đẩy ra ngoài này đi, ngoài này xe đâu có chạy nhiều đó. Đây kia mọi người lại là cái củ cải hả? Nhiều quá cũng không được. Đây đông củ cải với hai ba củ này này chia đều đều ra với anh mỗi đứa một đứa đó thì có thì vừa thôi. Ai lấy nhiều không? Được rồi, thì chúng ta vừa lấy cái cải được rồi. Cái đó tính sao đây đi. Bây giờ chỉ còn một ít hàng nữa thôi, mình sắp đưa xong hết rồi. Khoảng được 50 mấy 60 phần rau củ nè. Hai chú ở kế bên nhà phụ nãy giờ mà kêu lấy hàng về mà không chịu lấy. Để hai chú nó để dành cho bà con. Để cho người ta đi. Nữa mình tính sao nữa. Khổ quá. Khổ hơn. Còn khổ hơn. Quá trời khổ mà không có rau ăn mà không chịu lấy nè, để nhường cho bà con. Những cái tấm lòng rất là đáng quý trao gửi tặng tới bà con đây.
của tôi. Ủa đây cho hả? Dạ đây cho nha. Để em hình bình hết cho con đang lỡ. Dạ dạ đứng đứng đó đi để em dời ra. Cô chú ơi đứng cách xa ra giùm con đang dịch. Rồi. Làm bật đi. Đây đây con gửi chú. Rồi. À, chú gửi chú nè. Cầm giùm con đi. Đây chị. Bật cho có gà đắng. Gà má. Thơm xui nghe dạ, gửi cho cô chú nghe. Để lộn xộn có dạ có để. Có cái này có cái kia. Đủ món á, có này có cái kia rồi về lựa ra ăn giùm con nha. Còn nhiều lắm, ở trong còn nhiều lắm kìa. Rồi, có liền. Cho từ từ. Ở bên đây nè. Đây đây. Rồi rồi kìa. Bịch nó cho đi. Hai bịch đó. Rồi. Đây đây chị. Đây em gửi chị nha. Cảm ơn nha chị. Còn không? Còn không? Cho em bịch nó ở trong kia nó có phòng. Đây lấy đi đưa lấy đi mọi. Đây. Dạ dạ. Đây đây giúp. Còn bao nhiêu phần? Nghĩ gì? Bọn này em bé nó lại đầy đủ hết trơn. Này kìa. Này, nè. Ừ. Cảm ơn nha. Chiền chiền ra đây để mà đây. Ờ, một phần rau này rất là chất lượng luôn à. Bên đây em ăn chay bên đây. Ngủ quá gì rồi. Mình để trong đây chút ra chút cho đây sao? Còn không gì cho nữa. Đâu hết hả? Còn trong đây. Trong đó hả? Còn không? Khoan để coi còn bao nhiêu phần. Không thấy còn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trong đó ta có nhiều rồi. Cho uống ngoài đây. Ở trong đó là có nhiều. Để cho đây dài đẳng nè. Cầm đi. Dạ. Cầm đi chó. Mấy cái phòng xanh xanh ngoài đẳng có chưa? Có mấy chị nó lạ rồi đó. Cho nó đẳng rồi lạ đi mấy hết rồi. Dạ này đi. Này dài nó là. Cái nhà đây có người không? Có người á, có hai đứa đứa. Em ơi. Có ở nhà không? Có rau lấy cho mình rau. Rau củ nè, lấy ăn không cưng? Nè nè nè, để trước nha. Nè nè. Phải hỏi có lấy không? Để cho đi. Có đúng không anh? Cô ơi lấy rau cô ơi. Đây là, đây là nhà chủ nhà trọ nè. Cả cho chú đi. Giờ người nghèo người giàu gì cũng y chang nhau hết trơn á. Có tiền cũng không có mua rau được đâu. Anh ơi có rau nè, gửi mình rau nha. Em đưa đó. Tạm thời để em đi xin ta cái cửa nhà để cho mọi người. Chúc ở trong người trong nhà sẽ ra lấy cổ ít lòng nghèo ấy. Giữ gìn sức khỏe nha cô. Ồ, mới đây mau ghê vậy. Giờ tu dọn chiến trường. Tự dọn đi. Có anh chị cho ảnh mặc đi.
cho ở đây từ nhà mình dài đó khoảng được 100 mét, cũng được vài chục phòng trọ. Nãy giờ cũng được năm mấy sáu chục phần quà. Còn ở bên đây thì cũng cho được vài nhà. Thì một mình đăng thì không thể làm được nhiều. Thì kính mong quý vị và các bạn nếu mà có xem được clip này, nếu mà có trợ duyên á, có ủng hộ cho đăng thì cứ liên lạc trực tiếp với đăng. Đăng gửi số điện thoại qua dưới màn hình. Còn nếu mà muốn mua rau củ á, bây giờ có một cái chành thì đăng sẽ đợi số điện thoại với đâu để mọi người liên lạc trực tiếp với cái bên chành rau củ đó, cũng là cậu của đăng thôi chứ không ai xa lạ. Ba gửi ai vậy? Coi có rồi. Đưa chú Phong rồi. Cho đẳng rồi. Sách một luôn rồi. Có. Giờ cho đủ hết à. Nghèo giàu gì cũng vậy chứ đâu có mua được rau củ đâu. Vậy được rồi. Cho chú này nè, chú còn không nữa cho chú này nè. Ăn rau cải nè. Cho ông bọc đi. Cho anh bọc cả. Mới đi mua về luôn nè. Mắc không chú? À. Dạ, cảm ơn chú không có gì. Bây giờ phát xong hết rồi, giờ mình lựa lại cái phần rau mà nó bị dập nè. Số này số còn bỏ nè. Giờ lựa lại cái nào còn ăn được thì mình lấy lại, còn cái nào dập thì không ăn được thì mình bỏ. Giờ mấy cái này quý lắm, phải lựa lại từng cọng. Nhiều người không có. Nếu mà bỏ hết cái này là phí lắm. Miếng này nó dập quá dập rồi mẹ. Cái nào còn ăn được. Dập muốn hết rồi. Cái này là để ở dưới mà chắc chồng lên đó. Nó bị nước rồi, bị dập nữa. Dư leo mới bẻ bông rồi. Tối rồi tôi còn mới bẻ bông rồi. Mệt không mẹ? Không, khỏe. Làm chưa phải làm được hoài. Phải đi làm được hoài. Nếu mà cô chú trợ duyên tiếp tục cho Đăng thì Đăng sẽ làm thêm những phần quà tiếp theo nữa. Chứ một mình Đăng thì không thể mà tham nổi hết. Đăng cũng móc buộc móc gan ra mới làm như thế này. Củ quả đây trời.